Việt Hương òa khóc nhận được tâm thư cầu xin Wendy con đừng rải tro cốt mẹ Phi Nhung xuống biển. Vài ngày trước, con gái Phi Nhung khiến khán giả khá bất ngờ khi thông báo sẽ để tro cốt của mẹ ở tỉnh xá Giác An khoảng 1 hoặc 2 năm, sau đó sẽ đưa về Việt Nam để mọi người đến thăm. Cô cũng dự định rải tro cốt của mẹ xuống biển Hawaii, vì Wendy nói rằng lúc còn sống mẹ không muốn ở yên một chỗ, trong trí nhớ của con thì mẹ nói thích đi biển. Thông tin này khiến những khán giả yêu thương Phi Nhung ngỡ ngàng. Nhiều người đã vào tận trang cá nhân của Wendy bày tỏ quan điểm, mong rằng con gái sẽ suy nghĩ lại, vì người hâm mộ mong muốn hãy để tro cốt Phi Nhung an vị tại chùa. Họ cho rằng nếu đưa ra biển thì sẽ không còn nơi để tưởng nhớ Phi Nhung. Dù rất nhiều người đã góp ý, tuy nhiên vì Wendy chưa có lời hồi đáp. Chính vì vậy, có một khán giả đã viết một thâm thư dài để gửi cho Việt Hương, mong nữ nghệ sĩ sẽ chuyển lời đến Wendy. Bức thư rất xúc động, nguyên văn như sau. Em có vài lời muốn gửi đến bé Wendy. Thưa chị Việt Hương, em không phải người thân của chị Nhung, em chỉ là một khán giả bình thường thôi chị ạ. Nhưng sự ra đi của chị Phi Nhung khiến cho em và toàn thể mọi người từ Việt Nam ra khắp bốn biển năm châu rơi rất nhiều nước mắt. Em thầm nghĩ bé Wendy và gia đình chị sẽ xây cho chị ấy một ngôi mộ giống như cố nghệ sĩ Chí Tài, để người đời muôn kiếp có dịp được nhìn thấy chị, vì chị như một báu vật thiêng liêng cao quý trong trái tim mọi người. Nhưng từ khi em nghe bé Wendy nói sẽ rải cho cốt mẹ ra biển, em vô cùng ngạc nhiên và rất là đau lòng. Làm như vậy thì người hâm mộ như em sẽ mất chị Nhung vĩnh viễn, sẽ không bao giờ còn ai thấy được một chút gì về chị nữa. Em chắc chắn rất nhiều người đều có suy nghĩ như em. Vậy nên em mong sao tất cả những người yêu quý chị Phi Nhung, mình cùng nhau gợi ý đến bé Wendy hãy xây cho mẹ ngôi mộ, hoặc để tro cốt mẹ trong chùa để mọi người còn được thấy chị. Đó là những lời cầu khẩn từ trong đáy lòng của một khán giả, trong vô vàn khán giả khác đang đã và vẫn mãi yêu chị Nhung như em. Mong chị Việt Hương hãy chuyển lời tới bé Wendy giúp em. Đó là toàn bộ tâm thư của vị khán giả. Nhiều người cũng để lại bình luận, Phi Nhung sống đã bôn ba khắp nơi rồi, giờ mất thì nên để cho chị ấy được an nghỉ tại một nơi. Rải tro cốt xuống biển nghĩ thì ý nghĩa nhưng thực ra không hay đâu. Wendy nên mang tro cốt mẹ vào chùa, đừng mang rải đi. Sau này nhớ đến chị, mọi người còn có chỗ mà thăm chứ. Mong con gái mẹ Nhung suy nghĩ kỹ, nếu không xây được mộ thì cứ để chị ấy lại chùa. Làm ơn đừng đưa tro cốt ra biển rải, tội chị ấy lắm. Thiết nghĩ quyết định ra sao còn phụ thuộc vào phía gia đình và tâm nguyện của Phi Nhung khi còn đương thời. Hiện tại Wendy Phạm vẫn chưa có phản hồi về vấn đề trên. Trong thời điểm này, con gái Phi Nhung cùng gia đình vẫn đang rất bận bề công việc. Có thể vì vậy mà họ chưa thể suy nghĩ chu toàn tất cả mọi chuyện. Theo cập nhật mới nhất, hôm nay, Wendy Phạm và gia đình đã chính thức đưa tro cốt của Phi Nhung về nhà riêng. Một người thân của giọng ca Bông Điên Điển đã đăng tải hình ảnh Wendy cùng chồng con đứng thất thần bên bàn thờ mẹ. Trước đó, hài cốt của Phi Nhung được đặt tại tỉnh xá Giác An để công chúng thăm viếng. Sự ra đi của Phi Nhung đã để lại nỗi đau không nguôi đối với người hâm mộ. Wendy Phạm từng tâm sự, con biết con không bao giờ có thể hy sinh như mẹ đã từng hy sinh. Con cũng không bao giờ có thể vị tha giống mẹ và lại càng không thể đảm nhận được hết những công việc mẹ đã làm. Con sẽ không như mẹ bởi vì con không hát hay như mẹ. Con không có tấm lòng bao dung như mẹ và âm, con không thể nào đẹp bằng mẹ. Nhưng con sẽ cố gắng để tiếp tục hoàn thành những tâm nguyện của mẹ. Những dự định của mẹ còn đang dang dở, con hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mẹ và gìn giữ những cống hiến của mẹ để nó sống mãi với thời gian. Thực tế, theo các chuyên gia, trên thế giới có nhiều cách xử lý. Cụ thể, có nơi rắc tro cốt xuống rừng cây, sông, biển, có nơi chôn xuống đất và trồng cây lưu niệm lên trên, có nơi chôn và dựng một tấm bia, nghĩa là rất nhiều cách. Quan trọng là ước muốn của người chết di chúc lại hoặc quyết định của thân nhân họ. Theo Phật giáo, con người sau khi chết thì thần thức theo nghiệp tái sinh, còn xác thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa thì trả về cho tứ đại. Theo phong tục tập quán của từng xứ sở, phần thân xác tứ đại sau khi chết có thể xử lý bằng nhiều cách như hỏa táng, thiêu, địa táng, chôn, thủy táng, thả sông biển, hoặc lâm táng, bỏ trong rừng, thậm chí là không táng, treo lên cây hay điểu táng, cho cần cần ăn. Tro cốt sau khi hỏa táng có thể dùng rải vào cây cối, vào đất đai trong nhà, trong vườn cây thân thuộc của gia đình. Có như thế thì ta luôn có cảm giác người đã mất luôn tồn tại, luôn hiện hữu quanh đây. Hành động này về mặt bản chất cũng gần như việc địa táng đưa thân xác trở về cát bụi.
có một số nơi, một số người quan niệm rải tro cốt xuống sông xuống biển. Về bản chất phần tro cốt đem rải sông bốc từng nắm hay thả cả hũ vẫn không khác nhau và không ảnh hưởng gì đến sự siêu thoát của người chết cả. Có điều khi rải tro cốt, tuy không cần phải lễ nghi phức tạp nhưng thân nhân cũng nên thực hiện trong sự im lặng, chậm rãi. Mỗi người rải một nắm trong sự thành kính tiễn biệt sẽ ý nghĩa và trọn tình hơn bỏ cả hũ tro cốt xuống biển. Trong khi rải tro cốt, con cháu cần yên lặng, thành kính, nguyện cầu cho người thân được sinh về cõi lành, khởi tâm quán tưởng thân tứ đại này vốn là cát bụi, nay trở về với cát bụi, ngày mai thân của mình cũng trở về với cát bụi. Rải cốt xong, về nhà thờ hình ảnh và cúng cơm như phong tục xưa nay hoặc gửi hình lên chùa và cúng cơm ở chùa, cách nào cũng được. Tro cốt sau khi hỏa táng còn có thể đem lên chùa như một giải pháp cầu siêu. Nếu người đã mất là một Phật tử, hoặc trong lúc lâm chung tâm tưởng hướng Phật, thì việc hỏa táng xong đưa tro cốt lên chùa gửi là một điều nên thực hiện. Không khí thanh tịnh, sớm tối kinh kệ nơi cửa Phật khiến người ta có cảm giác siêu thoát và con cháu cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Quan trọng là gia đình có người qua đời cần chăm làm các điều phước thiện trong khả năng có thể để hồi hướng phước đức cho người thân, có thể cúng dường, bố thí, tụng kinh, niệm Phật, giữ giới, rồi đem phước đức ấy hồi hướng cho người đã mất. Dù người thân tái sinh bất cứ nơi đâu, những phước đức mà bạn đã làm đem hồi hướng họ đều nhận được, sẽ trở nên tốt hơn trong cảnh giới hiện đang tái sinh. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Tri Di đăng ảnh chụp chung với Wendy Phạm sau livestream ngày ấy. Đi kèm dòng chú thích, cô cho biết Phi Nhung luôn dạy dỗ con ruột phải mạnh mẽ, nói về ước nguyện của cố ca sĩ nơi phương xa. Mẹ con luôn dạy con phải mạnh mẽ. Có thể vì mẹ con đã biết trước một ngày nào đó con sẽ phải cần sức mạnh để gánh chịu sự ra đi của mẹ. Mẹ trên cao sẽ nhìn xuống, che chở cho con và luôn muốn thấy con tươi cười. Về phía mình, trong một livestream tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm nghẹn lòng gửi lời đến người mẹ quá cố. Con chỉ muốn nói là con nhớ mẹ nhiều, con sẽ tiếp tục cố gắng lo cho hai đứa bé và những người em ở Việt Nam. Con mãi sẽ không quên mẹ, con biết mẹ lúc nào cũng bên cạnh con hết mà. Vào cúng thất thứ ba cho Phi Nhung, Tri Di tâm sự. Máy bay đáp xuống sân bay lúc 10 giờ sáng, vội vàng phóng xe về nhà. Trước ba thằng con trai chạy thẳng đến chùa, vừa kịp thời để nhận khăn tang từ dì Út, dì ruột của Phi Nhung. Không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đau buồn đến nhói tim khi dì Út đeo khăn tang trắng lên đầu cho chị. Em của chị đã ra đi thật rồi. Nhìn di ảnh của em trên bàn thờ mà nước mắt cứ rơi. Suốt 3 tuần qua chị đi đến đâu ai cũng nhắc và thương tiếc em. Có những người chưa hề quen biết em mà họ cũng khóc mấy ngày liền khi nghe tin em mất. Một cô gái chất phác quê mùa ngày nào không ai biết đến. Giờ đây có cả triệu triệu người Việt Nam trên thế giới đau buồn vì sự ra đi của cô ấy. Cuộc sống này tuy có bất công đối với em, nhưng em phải vui vì tình yêu thương mà em đang nhận được từ mọi người. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ trên đời, nhưng chắc chắn một điều là nó không thể mua được những gì em đang có. An nghĩ em nhé, em có thể cười tươi được rồi đó. Video đến đây là hết. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi.